Yếu tố phong thủy có tầm quan trọng như thế nào khi đầu tư bất động sản? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện sau đây. Có một bậc thầy phong thủy rất là tài ba. Một hôm, ông ấy đi qua một khu vực rất là hẻo lánh. Ông rất mệt mỏi và khát nước. Đi mãi thì cuối cùng cũng tìm thấy một căn nhà nhỏ có hai mẹ con. Người con tốt bụng vội vàng rót cho ông ấy một bát nước rất to và đầy. Chưa kịp bưng bát nước ra, người mẹ đã vội vàng giữ lại và cho thêm những mảnh vỏ trấu nổi trên bát nước. Thầy phong thủy thấy vậy bèn rất tức giận vì người mẹ đã nhân lúc ông khó khăn cần sự giúp đỡ lại làm những trò nhỏ mọn để hạ nhục ông. Nhưng vì quá khát nước, ông vẫn nhẫn nhịn nhằn những mảnh trấu ra để uống từng ngụm nước nhỏ một. Sau khi ra về, ông nhìn thấy một mảnh đất phong thủy cực kỳ xấu ở gần đó. Để trả thù người phụ nữ, ông bèn quay lại và lừa người phụ nữ rằng đây là một mảnh đất phong thủy vô cùng tốt, bà hãy xây nhà lên mảnh đất đó. Người phụ nữ rất vui mừng và cảm ơn rối rít. Thầy phong thủy bấm bụng, có lẽ vận mệnh của gia đình này không trụ nổi được quá 10 năm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đúng 10 năm sau, thầy phong thủy quay trở lại ngôi nhà năm xưa. Ông rất tá hỏa khi thấy rằng tại mảnh đất phong thủy xấu mà ông đã chỉ người phụ nữ xây dựng nhà nay đã trở thành một ngôi nhà vô cùng khang trang sạch đẹp, con cháu đề huề, cây cối xanh tốt, gia súc gia cầm nối đuôi nhau thành từng đàn ở quanh nhà. Và tự nhiên phong thủy của mảnh đất này ở thời điểm hiện tại lại trở nên rất tốt. Lấy làm kỳ lạ, ông liền đi vào nhà và gặp lại người phụ nữ năm xưa. Gặp lại ông, người phụ nữ vô cùng vui mừng. Bà cảm ơn vì nhờ ông chỉ cho một mảnh đất phong thủy tốt mà gia đình nhà bà mới được như bây giờ. Cảm thấy rất hổ thẹn, thầy phong thủy thừa nhận rằng năm xưa ông đã cố tình lừa bà xây nhà trên mảnh đất này là một mảnh đất vô cùng xấu để hại bà. Vì hành động bà đã cho những hạt trấu vào bát nước để hạ nhục ông. Và sau khi nghe người phụ nữ giải thích, ông mới hiểu ra sở dĩ lúc đó người phụ nữ sợ ông đang quá nóng và khát. Nếu uống quá nhiều nước đột ngột thì dễ xảy ra sốc nhiệt, cảm lạnh dẫn đến đột tử. Cho nên bà đã tốt bụng bỏ thêm những hạt vỏ trấu vào để ông có thể uống một cách từ từ, chậm rãi. Và chính lúc đó, bậc thầy phong thủy tài ba mới hiểu ra rằng chính cái tâm từ bi và tốt bụng của người phụ nữ đã mang lại cho bà những điều tuyệt vời như hiện tại. Và cũng chính cái tâm từ bi ấy đã thay đổi trường năng lượng của mảnh đất có phong thủy vô cùng xấu này trở thành một mảnh đất có phong thủy và sinh khí vô cùng tốt như hiện tại. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy được một điều rằng phong thủy tốt hay xấu không quan trọng. Quan trọng là cái tâm của người chủ mảnh đất. Vậy, quan niệm và trải nghiệm của bạn về phong thủy trong bất động sản như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé!